Đây là cây đàn hương khi bị gãy ngọn, khi bị gãy mất cái ngọn chính thì ta sẽ đã làm lại đây. Đấy, bây giờ lại lên một cái thân chính. Đấy, các bạn nhé, đấy, chàm rất là đẹp. Đó. Đấy, giờ Em là này ta cắt bỏ ấy. À, giờ cắt bỏ. Đó, cắt bỏ cái dây nữa là sao. Đó. Vậy là giờ đã thành một cái thân chính rồi. Cỏ xong lại quay cái lá Còn lúc rồi. buộc là ta buộc cái bằng cái ngọn cỏ, mấy ngọn cái lá, cái ngọn cỏ là nó tự khô, tự hủy.